585, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Với mục đích hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, gọi tắt là chương trình 585, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt tại quyết định số 585/QĐ-TTg vào ngày 5/5/2010. Ngày 28/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2139/QĐ-CP về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo chương trình 585, từ năm 2010 đến nay, Ban quản lý chương trình 585 đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả đồng bộ thông qua 3 dự án của chương trình 585. Cụ thể, dự án 1 tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Dự án 2 hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp. Dự án 3 hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế. Trên cơ sở nêu trên, Ban quản lý chương trình 585 giai đoạn 2015-2020 đã triển khai thực hiện 6 nhóm hoạt động chính, gồm hoạt động 1, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hoạt động 2, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các bản tin, tài liệu, chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hoạt động 3, tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu nắm bắt các cam kết quốc tế. Hoạt động 4, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp. Hoạt động 5, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Hoạt động 6, duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các địa phương có địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Với 6 nhóm hoạt động trên, Ban quản lý chương trình 585 đã lựa chọn phối hợp cùng các cơ quan tổ chức có chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước, tổ chức các hội nghị đối thoại, các tọa đàm tăng cường năng lực và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kiến thức mới cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ về kinh phí và điều phối của chương trình 585, trong thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các địa phương trên cả nước đã tổ chức thành công gần 500 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hơn 200 tọa đàm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện các công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hơn 300 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và hơn 200 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của hơn 10.000 đại biểu là các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý chủ doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban quản lý chương trình 585 tiếp tục đổi mới mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm lan tỏa công tác hỗ trợ pháp lý trên địa bàn cả nước. Năm 2019, Ban quản lý chương trình 585 đã triển khai thí điểm hoạt động bồi dưỡng trực tuyến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp qua các bài giảng điện tử chuyên đề pháp luật hợp đồng. Các cán bộ pháp chế, người quản lý doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập các video clip được đăng tải công khai trên kênh YouTube và trang Facebook hỗ trợ pháp lý của chương trình 585. Ngoài ra, nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng những thông tin pháp lý mới, chương trình 585 đã triển khai xây dựng và phát sóng chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam với tên gọi Kinh doanh và pháp luật. Chương trình Kinh doanh và pháp luật được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV2 và phát thanh trên sóng VOV1 FM 100 MHz và lúc 13:20 từ thứ hai đến thứ sáu. Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp tới doanh nghiệp, chương trình 585 đã xây dựng bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phát hành 16 số bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số lượng trên 20.000 cuốn các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ pháp miễn phí cho các bộ ngành, ủy ban nhân dân, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình 585 đã xây dựng và duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 30 địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thực hiện trong thời gian qua. Trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình 585 là phát huy hơn nữa các vai trò của các bộ ngành, tổ chức trong việc phối hợp triển khai các hoạt động của chương trình 585 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026.
tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động của chương trình 585 trong năm 2020, trong đó tập trung triển khai nghị định số 55/2019 NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, sau 10 năm đi vào hoạt động, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng chương trình 585 đã từng bước khẳng định được vai trò của mình trong cộng đồng doanh nghiệp, giúp cho ngành tư pháp gần hơn với doanh nghiệp. Chương trình 585 được đánh giá là một trong 4 chương trình liên ngành hiệu quả đối với doanh nghiệp hiện nay. Nội dung những hoạt động hiệu quả của chương trình 585 đã có nhiều tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực pháp luật và hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của ngành tư pháp.